Hà Nội thứ bảy phải lên đô đi xem dẫn tổ về bên hồ, người chờ hệ phóng mình sẵn chỗ đang đua vì chốt bê lên đô nhanh lượm một vòng hết phố cổ qua ma mây. Thằng homie anh trên phố đang hustle với mấy gã tên no limit trên đôi đi tít đi săn mồi và bắt đầu flow rap tiếp tục cộng thêm backstage khiến các em phải hit the wall. Người Hà Nội xin là phải chắc như anh yêu cây game âm nhạc bọn anh giải nhất nghe đi em mình chơi như anh chú chưa đủ sức thanh niên đang cay cứ như tên lửa bọn anh phóng về đích.